đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Một chiều mưa ai đã hẹn hò, mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Hỏi thăm nàng xuân đã về chưa. Về rồi. Trời ơi, thiệt chết luôn vậy đó. Em để cái chậu ở đó cho cô đi. Ừ, cảm ơn em. Trời ơi, trời, nàng xuân gì về thấy hết xuân luôn hả? Bà đi đâu giờ này mới về? Đi ra chợ mua tắc nè. Mua tắc sao giờ này mới về? Chàng có lợi nó đâu. Sao vậy? Chàng ra đường qua Nguyễn Huệ mua tắc, nó vừa nhào vô, ta nói nó lấn, nhào vô cái nó lấn. Mà dính cái con nào mà cái nách nó chua dễ sợ nó chà, mà không có cách nào ngóc đầu vậy nổi. Trời ơi, bà chui ở đâu không chui, bà chui vô trong nách nó làm chi rồi bà nói. Nó nghẹt người ông ơi, không còn thấy ra mà mua tắc giống như là kiểu cho không vậy, nó giành, nó giật. Trời đất ơi, quay qua quay lại định lựa thêm chậu thứ ba, cái giờ dòm lại hai chậu kia nó lặt mẹ hết trơn, không còn một trái tắc. Ta Tết nhất ta bán chợ qua chợ Tết thì đi mua sớm sớm đi, cái tặc cứ đợi tới giao thừa mới xúm nhau đi. Có tiền quá cho người ta đi, người ta khỏi mua đồ sale. Dòm cái bộ đồ đi ăn mẫn có ra cái gì hết trơn á trời, tiền thì không đưa thì người ta phải canh đồ sale người ta mua. Gần tới giao thừa nó bán không được, nó đổ đóng thì nó mới bán rẻ. Nè, đừng có chê tôi ở nhà này có gì, cho tiền bạc tôi đưa bà hết. Còn đồ á, là con cái nó cho làm sao, bận vậy. Nhìn mình có ăn bận ra gì không mà nói người ta. Con nó lo thì y như ông thôi, con nó lo sao bận vậy, bớt ý kiến nó không lo nữa bây giờ. Nhắc tân nhỏ con mình mới lo. Tôi có linh cảm là nó không có cảm giác với đàn ông ơi. Thiệt lo cho nó quá. Sao tới tuổi này mà rồi mà nó không có dẫn bạn trai về nhà vậy ta? Cái chuyện mà nó mà không có cảm giác với đàn ông tôi nghi do gen nha. Gen bà đó. Ủa, tôi không có cảm giác với đàn ông, sao tôi đến với ông đi tôi đẻ ra nó ăn nói gì kỳ vậy? Từ hồi có nó tới giờ nó có còn cảm giác gì đâu. Chị mắc cười quá. Nói không coi lại mình. Sao? Từ cái ngày đẻ nó ra là đời con gái là đúng một lần đó, tới bây giờ không được thêm một lần thứ hai. Tôi cũng muốn cày ruộng, nhưng mà đất đai nó màu mỡ thì tôi mới cày được. Đất đai vậy chưa màu mỡ hả? Thế coi là cái máy cày của mình có rỉ có ten không mà nói đồ ruộng người ta. Rồi đi, rồi đi. Tới ngày chê ta không hả? Cái đời mình không nói làm gì. Lo là lo cho nhỏ con mình nè. Năm nay á cũng 30 tuổi đầu rồi, ít gì đâu. Con mình nó 39 tuổi rồi cha. Hả? Làm cha làm mẹ mà không nhớ nhung gì hết trơn trời. Nếu mà Tết năm nay mà nó không mang một thằng nào về nữa thì có nghĩa là Tết này con mình nó ế nữa rồi. Thương nó quá, khổ ghê vậy đó. Nó về kìa. Ê, 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 nó về. Cũng còn nhớ tới mình hen. Ngày hôm nay là 30 Tết. Con biết á là ba rất là thích ăn vịt quay. Trời ơi, nó nhớ bà ơi. Chưa chắc đâu. Cho nên con có mua vịt quay cho ba nè. Đây chưa, nó có mua kìa. Mà con để quên ngoài chợ rồi. Thấy chưa, con tao tao biết mà. Cho nên là con có sửa sai bằng cách là con mua một món má rất là thích, đó chính là heo quay. Mà heo mắc quá cho nên con cũng không có mua luôn. Thấy chưa, nói vậy thôi chứ 30 Tết mà phải có chứ. Bà má đợi con xíu nha. Rốt cuộc cũng có, nó cũng cúng cho ăn bà ơi. Tới rồi, đi đi xuống đây ăn. Trời ơi, có ăn rồi, có ăn rồi. Nó cúng gì bà, nó cúng gì? Nè, trứng cút nè, ăn cho đỡ nó. Nhỏ này thiệt, riết cúng mà cúng trứng cút. Cúng trứng cút mà không cúng muối tiêu lấy gì ăn. Xưa ăn muối quá cao huyết áp chết, mà giờ cũng đòi chấm muối tiêu nữa thiệt.
Mà kệ đó, tôi thích vậy đó, lạt lẽo tôi ăn được. Ba, hồi xưa ba mất là tại vì cao huyết áp do ăn mặn nhiều quá, cho nên là con không cúng muối tiêu cho ba. Gì ta? Cúng ba gói đường nè. Giờ nó ship xuống lẹ lắm. Nó để lên bàn thờ là cho nó gửi. Bới liền hả? Bới liền. Nó nhớ là ba nó chết vì cao huyết áp là do ăn mặn, mà nó quên má nó chết là do tiểu đường chứ. Nó đưa bịch đường bao nhiêu đường tôi ăn hết tôi chết mà nó cũng nhớ. Nè coi nè, bộ đồ nè. Nó đốt có một nửa thôi rồi nó tạc. Tắt xuống có nửa bộ à. Đây là trái ông hết rồi hả? Với gì nữa? Còn áo của ông là khỏi bộ đốt có một nửa thôi đó. Con có mua quần áo và giấy tiền cho ba má nhiều lắm nè. Đẹp không ba má? Lát nữa con đốt xin cho. Giỡn với ba má xíu thôi. Chứ không lẽ Tết ta chàng chân cút kỳ. Tết là phải có những cái món ngon ngày Tết. Và một món mà con biết chắc chắn là cả ba với má đều thích. Gì vậy? Dạ? Bánh chưng. Trời ơi, nó chưa rốt cuộc nó cũng nhớ. Mấy con vậy chứ, ăn liền. Bánh chưng này không biết là bánh chưng hãng gì ha. Bánh chưng này là bạn con nó nói là nhà gói ăn ngon như nhà làm vậy con đó. Con nghĩ ghê chưa. Mà con có nói là Tết á là sợ ăn bánh chưng nhiều mập. Nó cam đoan là bánh chưng này ăn không bao giờ mập. Mày về mày kêu má nó ăn thử coi mập không. Bánh chưng làm bằng nếp mà nó ăn cũng mập. Quảng cáo cũng vừa vừa phải không? Nhiều khi bây giờ nó tân tiến rồi, nó làm công nghệ mới, bánh chưng nó có cái thiết kế không mập. Bánh chưng gói giá trọng hay sao mà không mập? Từ từ, con mình nói mình phải tin chứ. Lột ra đi biết à. Bánh chưng lột gì lá, không lột hoài cũng ra vậy nè trời. Bánh chưng gói công nghệ mới đó, ăn không có mập nên ăn lá đi. Bà nội con cái bánh chưng mà gỡ từ mà mùng 1 tới rằm chưa hết lá nè. Thiệt tình nó gói gì? Trời mẹ. Ăn cái này đúng là không mập thiệt ông ơi. Bánh chưng mà tôi tưởng bánh nậm không. Mỏng lét vậy trời. Ngon lắm phải không ba má? Ngày hôm nay con có một tin vui. Có tin vui bà ơi. Nghe nè. Con có bầu rồi. Bất ngờ chưa? Trời ơi, con điên, mày chưa có chồng sao mày có bảo? Con giỡn thôi. Giỡn thôi. Con gái mà nó giỡn vô duyên kiểu này ế là phải bà ha. Chết con bà. Bất ngờ lắm đúng không? Bất ngờ. Nãy giờ chắc giận con lắm đúng không? Con biết á, trước khi mà ba má mất á, lúc nào ba má cũng lo lắng cho con. Cho nên ngày hôm nay con sẽ dắt người yêu của con về ra mắt ba má. Thiệt không? Ảnh mở xưởng lớn lắm. À, ảnh là chủ bán bánh chưng này nè ba má. Bánh chưng nhà làm là của ảnh đó. Trời ơi, cái bánh chưng công nghệ mà nó gói như bánh nậm là của thằng đó đó hả? Mà ảnh dễ thương dữ lắm, sở dĩ mà ảnh nghiên cứu ra cái loại bánh chưng ăn không bao giờ mập là bởi vì ảnh rất là sợ mập. Đối với con, ảnh là một người rất là chân thành. Chưa chắc đâu nha, tôi nghe cái điều này không biết thằng này có lừa nó không à. Cho nên là bây giờ đó, con sẽ vô trong con sửa soạn để lát nữa con giới thiệu ảnh cho ba má nha. Đợi con chút xíu nha. Sao tôi lo quá mơ như một đứa con nít không nghe. Bớt lo lại đi, bữa nay phải nghe nó coi mình xuống mình tâm sự. Trời đất ơi, bữa nay vui nè. Chết rồi, bây giờ cái thằng đó nó ra làm sao? Ai vậy? Tới rồi. Ai vậy? Tôi. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ quá vậy trời? Sao kỳ cục vậy hả? Sao lì quá vậy? Nói không nghe vậy? Có cái chuyện như vậy thôi mà tôi nói tới nói lui hoài, tôi năn nỉ từng giây từng phút từng ngày từng giờ, tại sao mà coi thường tôi quá vậy? Mà chửi quá. Ngồi xuống uống miếng trà chứ để mệt. Tức quá mà. Chị ơi chị, hối người ta đi đầu thai thì từ từ chứ có gì đâu mà chị làm dữ với chị mạnh bà. Bởi vì tôi là mạnh bà cho tôi mới nói cho mọi người hiểu. Tôi nói mà mọi người không có nghe. Chị ơi, muốn đi đầu thai lắm mà tại không có yên tâm đứa con gái. Trời ơi, nó chưa có chồng. Lúc nào cũng đổi thừa con gái, bộ mình bà có con hả? Chắc ta tịch đẻ
bà nói chuyện bà phải lên một quãng tám vậy bà mới vừa lòng hả? Tại vì lì quá phải nói vậy chứ sao? Tôi nói hoài mà không đi đầu thai. Đi đầu thai sướng muốn chết. Gian díu gì ở trên cái cõi đời này hả? Đây nè, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tôi nấu cho hai nồi cháo lú. Mà tôi đi một vòng về vẫn còn một nồi y nguyên. Rốt cuộc ai ăn? Tôi ăn chứ ai ăn? Ai lú? Tôi lú chứ ai lú? Trời ơi! Nhiều khi chị lú là do chị chụp thuốc mê chị sửa nhiều quá nên chị lú chứ mà do cháo nữa chị. Một phần nữa là chụp thuốc mê, phần nữa là do cháo lú. Thở, thở, ngồi thở nè. Mệt quá nè, nè, vuốt giận nè. Hứa năm nay đi đầu thai, hứa. Hứa nha. Cho sinh thêm năm nữa thôi, thằng rể nó sắp có rồi. 4 năm rồi đó, 1 năm nữa là đủ nhiệm kỳ. Năm nay là con gái của tụi tôi lấy chồng là tôi hứa. Tôi ăn đám cưới nó xong cái là hai vợ chồng tôi đi đầu thai. Ừ. Mà năm nay có gia đình nào ok không? Đầu thai đi vô cái nhà nào êm êm. Năm nay có gì đặc biệt không bà? Đây có chứ, đặc biệt nè. Năm nay là 2020 đúng không? Cái đẻ một cái nữa là số 20. 20 là số đẹp không? Ờ ha, cái số đẹp ha. Là năm nay hơn nè. Hơn nè. Có gia đình nào mà có dự định có con không? Coi giùm tôi có bà. Chứ vô cái gia đình nào ngon ngon mà đầu thai cũng đỡ ha. Tại vì bây giờ nè, con Đông Nghi với ông Cao Thắng đó, đám cưới rần rộ luôn. Là nó đám cưới nó đãi ở Phú Nhuận á. Phú Quốc mẹ. À vậy hả? Thì cũng là Phú đó. Tôi nghe nói là cái con ông Nhi với thằng Đông Cao Thắng á. Nói gì vậy? Hả? Cái con nào mà con ông Nhi với thằng Đông Cao Thắng? Đông Nhi với ông Cao Thắng hả? Ừ. Không có biết, biết cái gì. Nhưng mà nếu đầu thai vô gia đình nó giàu quá, nhiều khi mình ra mình ỷ lợi lắm. Vô gia đình nào vui vui bình thường thôi để tự lực cánh sinh đồ chứ. Vui vẻ, mình vô nhà nghệ sĩ hài đồ đi. Nghệ sĩ hài nha. Đúng rồi, đúng rồi. Vui vẻ đồ đi ha, đặng đúng cười rồi. đồ đẻ cho nó ngon. Để tôi kiếm cái gia đình vui coi. Nè, Trấn Thành Harry Won. Không được, Dạ. Đầu thai vô gia đình đó không được. Sao vậy? Vậy? Tôi nhìn là tôi có linh cảm không được. Sao vậy? Vậy? Trấn Thành nó yếu sinh lý. Ông nhìn hướng nào ông biết vậy? Trời ơi, linh cảm của những người đàn ông tôi dòm tôi biết liền. Chắc gì ông đàn ông không mà linh cảm. Ê, đổi đi qua nhìn. Trời ơi, tôi thấy nó giật lộn rồi, nó làm như là trâu bò vậy mà. Cái đó là nó chơi game show. Game show nó giật lộn ngoài đường nó mạnh chứ nó giật lộn trên giường yếu. Yếu lắm hả? Yếu. Lướt đi, mình lướt gia đình. Lướt gia đình nữa đi. Đằng này mạnh. Ai vậy? Đằng này chuẩn bị lấy vợ. Ai? Anh Đức. À ừ. Tôi nói vậy, thằng này không biết mạnh hay không mà tôi nghĩ nó tồn lâu lắm rồi nó da nó mới xấu vậy bà. Bà không thấy hả? Thôi chịu. Thôi mình bỏ qua bên đi, thôi mình kiếm sao đi. Nói chung là cho xin delay lại chút xíu được không? Trời ơi, đi đầu thai giùm tôi đi hai người ơi. Cho tôi xin đúng nửa tiếng đồng hồ. Tôi nói thiệt, tôi cũng muốn đi rồi chứ không phải không, không yên tâm thôi. Bây giờ coi thằng rể ra làm sao. Thấy nó đàng hoàng tử tế là đi liền, không có khất nữa. Đừng có hứa với tôi nữa nha. Hứa. Nửa tiếng thôi nha. À, em ra liền, em ra liền. Dạ dạ em ra liền. Khoe khoe nha, nãy em gái tôi nó khen rể đã lắm. Đây là nhà của em. Cái thằng này là cái thằng mà nó khen ba đì đẹp phải không? Sao cái đầu nó giống cây bonsai vậy? Cái đầu nó là bùi nhùi chùi nồi á. Cái mặt nó y như cái bánh chưng nó gói vậy đó trời. À, em bận biểu nhiều việc quá chưa có kịp sửa soạn gì để đón anh hết trơn. Em chưa sửa soạn mà anh thấy em đẹp lắm rồi đó. Trời ơi, thì cái miệng hả? Nha, cái miệng xạo nha. Anh buồn quá em à. Sao vậy? Công chuyện làm ăn của anh nó phức tạp lắm. Ủa sao vậy? Anh ngồi xuống. À kể cho em nghe đi, sao mà phức tạp. Mày cái gì mà than than là thấy gian lắm. Gian lắm, mặt nó là... Anh sản xuất bánh chưng mà người tiêu dùng không hiểu ý anh. Họ không công nhận cái sức sáng tạo của anh. Em hiểu không? Ủa sao vậy? Cái tiêu chí bánh chưng của anh là anh muốn làm bánh chưng cho người ta ăn được có mập. Dạ. Quan trọng bánh chưng là người ta để chưng thôi chứ ăn làm cái gì. Dạ. Mà sao nó mập quá vậy? Mà cuối cùng là người ta chê bánh chưng anh là nhỏ quá, người ta không mua.
Trời ơi, ai mà thiển cận vậy trời. Không có hiểu hết trơn mà em nhớ không, có năm nào mà bánh chưng mà em ăn hết một cái bánh chưng đâu. Trời ơi, khách hàng gì mà ngu vậy trời. Mày mới ngu, mày ngu, mày con gái mà ăn không hết với gia đình người ta, 4-5 người người ta phải ăn được như mày. Mày mê trái mày. Bởi vậy á, anh sáng tạo ra cái bánh chưng ăn không mập này á, là nói chung là không ai ủng hộ anh, nhưng mà em yên tâm đi. Em ủng hộ anh, em đúng, thích nó. Cho nên anh quyết tâm rồi, năm sau anh vẫn tiếp tục làm bánh chưng truyền thống như người bình thường thôi em. Ủa sao vậy? Tại vì bây giờ là bán mà bây giờ không ai mua hết trơn, anh bán mấy căn nhà rồi anh lỗ quá lỗ. Mày thấy mày gian không? Để tôi tát vào mặt nó. Dạ. Anh sao vậy? Trời ơi, ai tán mặt anh vậy trời? Ai đâu, ai mà tán vô mặt anh. Thôi em nói nghe nè, chắc là nhiều công việc quá anh mệt đó. Bây giờ anh ngồi nghỉ ngơi đây đi, em vào trong em pha nước cho anh uống nha. Nước gì? Nước chanh. Đợi xíu. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời, trời ơi, nó làm trời, cái gì vậy trời? Cái thằng này, trời ơi, nó ở dơ thấy sợ luôn mà. Trời ơi, nó móc cái mũi kìa. Sao vậy? Dồn mắt luôn rồi. Thấy nó thọt cái tay vô lỗ mũi là mình biết nó chuẩn bị bún rồi. Thì cẩn thận đi, được. Cái gì vậy? Nhiều dữ vậy trời. Vô họng tôi luôn rồi. Trời ơi, nói cho cố vô hạ cái họng vô lớn. Sao bụng riêm riêm vậy ta? Yên! Chết rồi mà bị viêm xoang là do thằng này. Ăn cái giống gì mà nặng dữ. Bánh chưng không mập. Ý chung nó thủi vô kìa nó kìa. Tao ở nó lùa nữa. Trốn trốn lên. Thôi thôi thôi, chịu không nổi rồi, lên bàn thờ ngồi bà ơi. Hên quá, nhà không có ai. Ý chết có người chứ ta. Xin lỗi, nãy giờ hôm qua nãy giờ mà không chào. Thôi nhà mày không có lấn cái khu vực này nữa nha. Ủa sao tấm hình bé nó không chùi, sao nhìn nó bụi bặm dữ vậy ta. Thôi nha, né xa tao ra nghe. Né xa tao ra. Buông ra. Nó bị bao tử. Trời thôi, một lần thôi. Cái hình vợ tao mà nó chùi thì chùi thôi, còn bị đặt hà vô nữa hả? Nó đâu có biết nó bị thối. Sao bác trai cũng dơ vậy ta? Tới phiền ông. Nó không tha đâu. Trời ơi. Thượng chưa? Trời ơi. Thượng đi. Trời ơi. Chết. Chết rồi. Ủa sao chùa hoài còn bụi hoài ta? Ủa sao nó còn cộm cộm cái gì giống như là hình nó bị chày hay sao? Điên mặt chồng tao rổ chứ cái gì mà chày. Chày mũ nội mày à, mày có chùi cũng không hết chày đó mày. Trời anh ơi. Nước chanh nóng nè, uống liền đi. Muốn chết thêm lần thứ hai. Ôi hơi thở anh thiệt là thơm má. Trời ơi con này nó vô tri rồi. Anh uống có ngon không? Em à, anh nói cho em nghe cái điều này. Từ lúc anh quen em á, dạ, mấy đứa bạn anh á, ai nó cũng nói là tại sao mà anh có thể mà có dùng cái kế nào mà có thể cưa cẩm được em. Anh mới trả lời nó là anh không cần 36 kế, anh chỉ cần kế bên em thôi. Cái này nó kiếm trên mạng nè. Mà cái con điên kia sướng kìa. Ừ. Dạ. Dạ. Trong cái ngôi nhà này chỉ có hai chúng ta thôi. Mình tìm hiểu nhau cũng 2 tháng rồi em. Không mấy bây giờ mình tiến sâu thêm xíu nữa được không? Chưa cưới nhau là không được. Không được đâu. Má em có dạy rằng con gái chưa lấy chồng thì phải biết giữ mình anh à. Bây giờ mình yêu nhau là mình cho được cái gì thì mình cho, hiểu không? Ở đây có 2 người, em ngại cái gì hả? Em ngại cái gì? Trời ơi, em ngại cái gì? Mày không học. Mày đóng lại liền, mày mở ra một cái tao giết mày liền. Bà Mạnh có cách nào cứu nó? Chết cha. Eo đau bụng quá, em xin lỗi anh, mỗi lần mà em hồi hộp là em bị đau bụng. Eo đau bụng. Mày ăn bánh chưng của nó chi rồi bây giờ mày đau bụng nè. Bây giờ sao mà mày nói mình nói. Cái thằng này rõ ràng là thằng lừa đảo rồi. Ủa alo, anh nghe nè vợ yêu. Cái gì? Con đòi gặp anh hả? Đây, đưa đây, anh nói chuyện với con cho. Con? Thằng lừa đảo. Ba nghe nè con. Ba đi công tác xa bây giờ. Con ở nhà nha, con ở nhà rồi ba về rồi vợ chở hai mẹ con mình đi chơi nha. Không có cách nào mà bà báo cho con gái tôi biết chứ con. Nó làm gì vậy? Có bỏ cái gì chứ? Ê! Bà Mạnh ơi! Em ra rồi đây. Trời ơi! Bà có cách nào đi, tôi báo cho con tôi biết. Em mới đau bụng, anh nghĩ là chắc em ăn bậy bạ đó. Em uống ly nước đi ha, chắc nãy giờ em đi chắc cũng mất nước nhiều lắm. Ê! Ủa có con gì trong đây nè? Hình quá nó chưa uống bà ơi. À con muỗi mà. Con muỗi không sao đâu, con muỗi nó không có dơ. Uống đi. Dạ. Uống đi em. Ê! Trời.
anh cho em ly nữa. Chỉ có bà mới có phép thôi, bà giúp vợ chồng tôi đi. Lại bà luôn á. Một lần này nữa thôi nha. Một lần cuối cùng bà cho tôi hiện ra một lần thôi. Tôi báo xong tôi đi đầu thai liền. Nửa tiếng thôi nha. Một phút cũng được. Rồi, hồ biết. Anh chịu hết nổi rồi dạ ơi. Mình quen nhau biết bao nhiêu lâu mà em không cho anh được một cái gì. Dạ. Anh ơi, em với anh trước khi quen nhau mình đã có giao kèo với nhau là mình không thể nào mình đi quá giới hạn như vậy được. Không sao đâu dạ. Không sao đâu. Dạ. Có khách đến. Để em mở cửa. Dạ. Con gái, ba má nè. Ba má đây. Cái gì vậy? Thằng khốn nạn. Con heo đâu? Mày định hại con gái hả? Gì vậy? Mày muốn gì? Mày tới đây mày định hại con gái rồi đúng không? Hả? Dạ. Nó đang lừa gạt con đó. Con gái ơi, ba má lo cho con lắm, con đừng để người ta lừa gạt, con hiểu chưa? Mày có vợ có con. Ba má, con không hiểu gì hết, tại sao ba má lại có mặt ở đây? Ba má chết rồi mà. Con không cần hiểu, ba má đang bảo vệ con. Chị nổi lên đây. Ba má. Ủa? Em gặp ác mộng nữa hả? Sao anh có mặt ở đây vậy? Anh nói với em là anh đi công tác mà. Anh đi công tác xong rồi anh đi về, anh tới đây anh thăm em. Anh thấy em ngủ ở trong đây nè. Cửa thì không khóa. Anh vô anh kêu em về, em lại em bóp cổ anh. Em nằm mơ. Em thấy ba má em về. Ba má nói với em là anh lừa dối em. Anh có vợ, anh có con rồi đúng không? Trời đất ơi, em nói gì kỳ vậy? Anh không có thương em. Em qua nhà anh chơi hoài mà không lẽ anh có vợ có con vậy mà ba má anh giấu em? Lúc nào cũng hoài nghi anh. Rồi em suy nghĩ nhiều, rồi ám vô trong đầu em, rồi em nằm mơ em thấy vậy thôi. Đừng lo nghĩ nữa. Anh nói em nghe cái này nha. Em biết mấy bữa nay anh đi đâu không? Anh đi đâu hả? Anh đi tỉnh. Anh mở một cái xưởng. Tết là mình nấu bánh chưng. Còn những mùa không phải Tết là mình nấu bánh chuối, bánh này bánh kia. Một cái xưởng nấu bánh khánh dạ cho hai vợ chồng. Anh không biết cái này có sớm quá không? Làm vợ anh nha. Anh biết là bây giờ anh không có gì hết. Anh chỉ có một mình em à. Em mà không đồng ý là anh không có gì luôn á. Đại Phú Quốc được không? Phú Nhuận cũng được nữa. Đừng đòi hỏi. Đồng ý đi con. Em đồng ý. Ba má ơi, con có chồng rồi. Chỉ cần có. Bây giờ hai người an tâm đi đầu thai chưa? Đi nha. Ráng hạnh phúc nha con. Ba má đi nha. Đi.